Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm với khẩu M14 EBR Dark Knight, một khẩu súng sắp được update. Khẩu này thì ngoại hình rất là đẹp, không chỉ riêng ngoại hình đẹp mà nó còn có một sức mạnh cực kỳ là vi diệu. Sấy không bao giờ giật nha. Đấy, sấy thoải mái luôn. Các bạn bắn M4 thì sấy tâm nó chạy loạn xạ hết cả lên, hoặc bắn AK thì tâm nó giật. Còn khẩu này thì chắc chắn là sẽ không giật, nhưng đam lại cũng khá là to. Ui dồi ôi, tao lại sợ mày quá cơ. Cái định mệnh đang đưa đẩy thằng tơ mà thế đếch nào, con y tá nó vào nó la liếm cái giáp nhở. Ui dồi ôi, thôi xong rồi, chơi cái con S7X này nó không được mượt cho lắm. Hiện tại thì cái con iPhone 7 của mình đang phải mang đi sửa, đâm ra không có máy để làm clip. Vâng, cầm vào con S7 nó thực sự không phải khoe máy mới chứ, con này nó cùi cực anh em ạ. Ok, không sao, chúng ta vẫn khắc phục được tình huống. Ui dồi ôi, cứ bơi hết vào đây. Vâng, bây giờ chỉ biết quay tay thôi anh em ạ. Không chạy được. Con này chạy một cái là nó di chuyển như là người say rượu ấy. Ôi, thề là không thể di chuyển được. Ui dồi ôi. Vâng, tao sợ chúng mày quá cơ. Cho dù zombie đông mấy thì đông, nhưng em đây vẫn đếch sợ nha. Trên tay cầm M16 EBR Dark Knight thì tao lại sợ chúng mày quá cơ. Khẩu này mình nghĩ là nó thuộc về dòng bon bít thì tốt hơn, đúng hơn. Nhưng không biết là tại sao nhà phát hành lại đặt về Dark Knight, nhưng mình nghĩ là cái tên Dark Knight nó lại chất. Ui dồi, đè lên đây đi. Đấy. Rồi, ui dồi, thằng này vẫn chạy theo anh em ạ. Chả biết đi đâu nhưng vẫn chạy theo. Rồi, té thôi. Ui dồi ôi, ấn nhầm cái nút cài đặt. Hết hồn, cứ tưởng là nó nhảy lên nó cào được một quả rất là ảo diệu nhá. Quả đấy mà cào được thì hơi hư cấu ấy. Ui dồi, cái thằng mình bắn lúc nãy này. Ôi, ui, ui, ui dồi ôi. Cái định mệnh hai lần nhá. Thót tim. Vai cứ ấn nhầm nút cài đặt rồi cứ tưởng bị nó cào. Xàm thật. Vâng, cái quả lượn qua thành công nhưng suýt thất bại vì cái nút cài đặt. Thôi té. Rồi, hết giờ rồi. Toàn y tá thôi. Vâng, dạo gần đây thì nhà phát hành bóp dài người đi săn bằng cách cho toàn cương thi. Và bây giờ thì tiếp tục cho y tá để bóp dài người đi săn. Hay lắm. Vâng, cương thi thì mình sợ chứ còn y tá thì mình thích lắm. Vâng, yêu lắm cơ. Ui dồi ôi, cho gì cho y tá thì yêu. Y tá, săn y tá là nghề của mình rồi. Ui dồi, thôi rồi. Chúng ta hãy ngoảnh mặt lặng ngơ với những tình huống như vậy. Anh em nên nhớ nha, những cái thằng nào nó cứ thích lên thùng hàng ấy thì đừng có bắn cover làm cái gì. Để cho lên nó cào hết mấy cái thằng trên đấy đi. Chúng ta có thể giải tỏa được nỗi buồn. Và mình cũng cực kỳ ghét mấy cái thằng đứng trên thùng hàng nhá. Lúc mà mình làm zombie một cái ấy, thực sự là không thể cào được. Ui dồi, lại ấn nhầm nốt rồi. Bị mệnh chán thế. À, nhấp nháy này. Ui, lại bị bắn chết rồi. Đù. Vâng, chạy thôi. Thấy anh ta cầm cái tay trên tay cái lưỡi hái lưỡi liềm thì thôi. Vâng, không còn động lực để mà còn đi theo nó nữa. Rồi, có hero, tuyệt vời. Tầm này có hero thì chúng ta có thể đi la liếm cận chiến được. Không lo có một cái gì đấy có thể móc lốp mình được. Tại vì nếu mà bị móc thì sẽ biến hero ngay. Đấy, có hero thì phải hứng chó lên anh em ạ. Đâu rồi? Thằng kia nấp đâu? Úi dồi, biết ngay mà. Thanh niên lấp ló ở ngay dưới cầu thang. Khốn nạn thế. Úi dồi ôi, mấy thịt đông thế. Từ từ bạn này, từ từ bạn này, bình tĩnh, bình tĩnh, tự tin khoe cá tính. Cô tết xỉ tí gì ấy, té thôi. Không biết là có thằng nào nó móc sau lưng. Ui dồi, thằng nào còn biến cái phần thân trêu mình đấy nữa. Ui thật dòng rồi, thằng tơ nó nhanh thế, hồi sinh ngay sau lưng. Quả hồi sinh cực kỳ khốn nạn nha. Thôi xong rồi. Ui dồi, úi rồi, không chết này, đâu vậy? Anh em đâu? Thằng hero kia đâu? Khốn nạn này. Định mệnh thấy mình
đơn côi lẻ loi ngoài khu vực mid mà không chạy ra cover cho mình. Khốn nạn này. Úi giời, không xong rồi, hết giờ rồi. Tớ ơi, cố gắng ăn cái gì nữa. Cút ra để cho nó thể hiện đi. Vâng, còn đúng 5 giây cuối. Cũng chạy lên cố cào ca cấu, cào cấu các kiểu. Thanh niên của Nam làm tơ như thế chất đấy. Nhưng cơ bản là bạn rất tốt, nhưng mình rất tiếc thôi. Úi giời, bay qua đây gì đông vậy. Thôi, thế ra chúng ta không thuộc về nhau. Một cuộc tình không thể chứa chấp ba nàng. Rồi không xong rồi. Khổ thế. Úi dồi. Vãi, có ấn nhầm nút đấy chứ. Định mệnh. Rồi xong rồi, nó lên một mả lên đồng hàng rồi. Khó rồi. Chúng ta sẽ đi bắt mấy thằng lẻ thôi. Mấy thằng lẻ cũng đi đâu hết rồi. Úi dồi, rớt xuống. Hay quá, thằng kia cầm snip. Ngu rồi. Rớt xuống, ui dồi ôi. Tiếc thế. Không, bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống thẩm du một mả lên thùng hàng. Và chờ mình sẽ đi quay tay thôi. Đấy, vào đây. Nếu các bạn thấy thẩm du nhiều quá thì cứ ra AFK thôi. Ui dồi ôi, có thằng bị cao kìa. Lên bù liếm thôi. Anh em đâu? Hiếp nào. Thôi xong rồi. Ui dồi, thay đạn nữa. Thôi, cút cút ra để tơ thể hiện. Này thì cố ấy. Nó cầm TMP còn thẩm du. Này thẩm du giết. Một pha này. Hai pha này, ok. Bằng đơn giản một đốt nhạc thôi. Không cần nhiều. Ôi, chỉ cần một thằng bị hiếp thôi. Và những thằng còn lại nó nát ngay. Một cây làm chẳng đến non. Bốn cây chụm lại thì cũng chả là cái gì đâu. Ok. Rồi. Úi dồi ôi, di chuyển thao tác không được mượt. Nhưng cơ bản vui là chín nhá. Định mệnh như kiểu người say rượu ấy. Khốn nạn thật ý. Ok. Úi dồi ôi, thằng bên này bị cắn chết rồi. Chắc bị tơ cắn trộm. Khốn nạn thế. Này đi. Cắn trộm mày. Thôi xong rồi, yếu máu rồi kìa tới. Cái gì căng vậy. Úi dồi, thôi bắn chết rồi. Sợ quá. Nó lao như một vị thần ý. Biết thế đấy, nào được, nó sờ mình được một cái thì thôi. Đây rồi. Đấy, chạy đâu? Chạy đâu? Thích chạy không? Ui, sau lưng kia bạn ơi. Úi dồi ôi, cầm TMP. Đi săn như đúng rồi vậy. Ui dồi ôi. Bị tơ nó cào chết kìa. TMP như quần què vậy. Cái gì đây? Bút đam à, ok. Úi dồi ôi, thanh niên bút kill của Nam. Vâng, đừng bút lộ liễu thế bạn này. Rồi. Té rồi. Sau lưng kìa. Thôi xong rồi, thằng này AFK. Ok. 36 kế. Làm gì tơ? Ra đây. Thằng tơ này rất hứng chó nha. Úi dồi ôi. Tự dưng này đứng im. Cạn lời. Thằng tơ lại trực móc lốp nữa kìa. Địch mẩy đó lại đi. Thằng này nắm bắt tình huống nhanh ghê. Vâng, quả này chạy thôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Gì đây? Cái gì? Úi thằng tơ. Cút cút ra cho bố mày thể hiện xem nào. Làm gì mà căng vậy? Này thì cố ấy. Lại tiếp tục quay về ăn thằng AK thôi. Đấy, hàng nằm im như này thì không ăn phí lắm. Úi dồi ôi, một phát vào đầu thôi. Nó lại yếu quá cơ. Cái định mệnh thằng tơ nhá. Úi dồi, tơ dòng rồi. Khốn nạn thế, bị kẹt mà không di chuyển được, mới ghê. Cái quả lộ quả lúc đấy mình kéo đi ngang rồi mà nó vẫn vào đi lùi. Thế mới tình được. Khổ thân. Rồi hết giờ rồi, không sao. Cạn lời. Thằng tơ nó cũng hứng chó, nó cố gắng hiếp mình mà. Và đấy mình không cận chiến được nó thôi. Mà khốn nạn này. Lần sau bố mày sẽ hiếp lại cho xem. Cố lên trận cuối không làm giống bài nào. À, cái định mệnh thằng nào cũng vào chơi giống bài vẫn lục cái nhà nhở. Phí ít của rời. Nhưng thôi đáp đi, mình có súng rồi. Đi nhặt hòm thì cần đấy.
Rồi trên đầu kìa. Biến nó khác rồi. Úi dồi ôi, tơ. Tơ ơi là tơ, lại bị hành nữa rồi. Úi dồi ôi, TMP nó xấy ra vào mặt thế kia thì sống làm sao được. Cái này thì cố ấy. Úi dồi, TMP. Vâng, TMP không thể lấy top được khi mà dễ bị tơ hành như vậy. Đấy, đi săn là bị hiếp ngay. Thì thằng này nó bị đi săn cái là nó bị hiếp ngay nha mà. Vâng, Minsu cầm theo khẩu Thompson VIP đi săn rồi. Hay lắm, nhưng không dám áp sát. Vẫn chỉ đứng ở giữa mid để được đồng đội thẩm du lên thùng hàng cover thôi. Vâng, thì đồng đội rất là cao cả, anh em thấy không? Sau lưng tơ ơi. Úi dồi ôi, nhấp nháy đi. Rồi, thằng này yếu rồi. Con lợn này. Rồi. Ui, ui. Cái định mệnh. Ấn nhầm. Ok, ok, lấy lại bình tĩnh xem nào. Lấy lại bình tĩnh xem nào. Vâng, quả mình lao vào cái nút nó hơi bị nghịch ngoạc một tí. Đâm ra nó chạy vòng khó chịu thật. Úi dồi, nó cào được thằng kia kìa. Vãi xoài. Trời ơi, trôn nhau. Này thì trôn nhau này. Một đội thông hài mộ nha. Vâng, yêu lắm cơ. Đi thôi. Vâng, cào xong rồi còn ngồi với đứng trôn ấy cơ. Cái định mệnh. Thanh niên y tá cũng vui tính phết ấy. Thế đây nào lại bị ăn cận chiến nhở. Buồn thật. Ủa, còn mỗi thằng nữa đâu. Vai chơi nấp tìm kìa. Tôi xong. Cái định mệnh chơi nấp như thế này thì mỗi thằng nào chịu được đây. Tôi xong rồi. Chơi từ mai mà đi nấp nữa thì thôi chứ. Không biết nó nấp ở đâu. Anh em đang nhiệt liệt đi truy tìm. Vâng, không thể tìm được, chịu thôi. Nấp ở đâu vậy. Hết giờ. Chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem mình thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.